Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Qua để con nào anh em. Đây giờ bạn em mình thấy rồi. Hai đứa nha bạn đây. Ui. Đậu xe bạn đây, chúc bom kèo nhá. Chúc bom kèo nhá bạn đây. Nó một đứa này. Nó một rồi bạn đây. Đúng rồi xe nó. Đúng rồi xe nó. Thằng kia mày chạy à? Bỏ bạn Hải ơi. Một đứa bỏ bạn ở ngay phía NE nha, nó chạy vào nhà gỗ rồi ông ạ. Thanh niên thấy bạn chết bỏ bạn này, từ từ đây quần máu cái đã. Quần cho full đã ông ạ, rồi là công nó sau, ngại gì mà không công, dễ câu thôi. Đây từ bên công đứa nhà gỗ. Nhà gỗ phía sau nhau. Ui đứa có treo gì cả, thằng này hay này. Đúng rồi, xuống em ơi. Đúng rồi xuống em ơi này. Mày chạy với team của anh à? Mày chạy với team của anh cả. Mày chạy hả? Đậu xe này mà chạy hả? Nốc rồi nhé. Ông ơi, sao tôi thấy nó nốc ông ạ? Tìm khác ông ơi. Thế nhà này, đúng rồi nhà này còn một đứa này. Ok luôn. Ôi bạn ơi, một đứa ngay chỗ hông ông ơi. Ngay phía 75 nhá. Bạn đây, bạn đây. Đừng ngồi xuống, từ từ bạn đây. Đứng gọn lại. Bỏ con này. Đây mình cứu bạn. Ok. Có điệu xanh. Rồi nhá. Thế từ từ ông ạ, đây tôi xem tôi lượm cho bạn xuống trường rồi đã. Không có. Ủa bạn không cho xuống trường hả? Căng bãi trưởng. Ông chơi mỗi súng tiểu liên thế đi ghê rồi, bây giờ đông người lắm. Làm gì nhau? Có giỏi làm gì nhau? Sao? Chạy nhanh vậy. Thanh niên không biết là đẩy sang lúc nào cơ. Có vẻ gắt anh em ạ. Ok mọi người. Thế là kẹo hiện tại đã có được mạ thứ 4 rồi nhá. Đấy xem quần máu cho full cái đã. Quần máu cho ngon lành cành đào luôn mọi người ạ. Nó lại ngon nghẻ quá nhỉ anh em. Rồi nha các bạn ơi. Qua ngoài, có phía ngoài này. Rút tôi lại xuống trường này. Mũ các kiểu này ngon lành, máu này. Quá ổn. Thật sự là chia buồn với Huy Nhi. Đấy, chia buồn với Huy Nhi và đã phải rời khỏi trận đấu rồi. Ôi các bạn ơi. Nó lại buồn quá nhỉ bạn. Mình thật là mình thật thế nào? Happy rồi hả? Thế để xem. Ui. Ok, mình xem cũng chơi hết trận offline luôn anh em ạ. Thế hết trận này thì kéo offline nha anh em ơi. Cố gắng quẩy kiếm top 1 phát nhỉ, ngại gì hả anh em. Ok, cố top 1 rồi nhá. Let's go nào anh em ơi. Cả lên phía trên coi. Anh kẹo giờ bắn vuốt tâm đúng rồi. Thế anh vẫn chơi bắn vuốt tâm mà em. Để quan sát người xung quanh cái đã nhá. Ôi đậu xanh chẳng biết là người đâu cả rồi cơ. Cứu người con nào các bạn ơi. Người đâu cả rồi. Đậu xanh. Không thấy một ai nữa cơ. Chắc mình sẽ chạy xuống phía dưới coi anh em ơi. Ok nhá, ngon lành anh em ạ. Thế rồi. Ui. Chạy ngu nếm mất máu các bạn ạ. Còn lại 14 thân nữa cơ mà. Không sao cả. Vào tạm trong nhà rồi là chúng ta sẽ cùng máu luôn nhá. Đây cùng máu thôi. Ok mọi người ạ. Kẹo sẽ cố gắng kiếm top 1 nha các bạn ơi. Rồi nha anh em lấy con nào. Đây. Kẹo lên phía trên này và ăn đấm thôi nhá. Nó lại ngon lành quá nhỉ các bạn ơi. Tuyệt vời. Ok quá ổn này. Mình lên phía trên coi. Wow. Người đâu rồi vậy ta anh em. Không thấy người đâu cả. À UAV này có ai không nhỉ? Không có ai anh em ơi. UAV đang rất vắng và chưa có ai cả nhá. Đây sẽ là vị trí bo tiếp theo này. Ok. Còn lại 11 thằng nữa nhá. Rồi nhá, cố gắng chơi kiếm top 1 nào anh em ơi.
Wow, để kẹo sẽ qua thử phần này coi. Hơi cay anh em ạ. Đây đây. Xem ăn cái nấm hay củ coi các bạn ạ. Rồi nhá, ngon lành. Mình chạy qua bên này nhá. Không có ai đâu các bạn ơi. Nếu mà chạy xuống mà có được gấu da thì ngon nhá. Để coi với lại giáp mới nào. Uầy gấu da này. Nó lại ngon lành quá nhỉ anh em ơi, có gấu da rồi. Ông ngắm một ít nữa thì tuyệt vời. Quan trọng bây giờ chúng ta sẽ xem và kiếm người thôi nhá. Ok các bạn ơi, con này con nào. Giáp 4 của kẹo bây giờ là quá là nát rồi nhá. Nếu như mà kiếm được một cái nướng giáp thì ngon anh em ạ. Còn không kiếm được nướng giáp thì công nhận là hơi bị cùi đấy. Chạy con này coi biết đâu là ở phía sau cầu chúng ta sẽ có được một cái nướng giáp mới nhá. Ok anh em, bọn đang thu lại rồi. Chắc là không kịp anh em ạ. Vậy chúng ta chạy tạm vào phía trong này nha. Ok. Kẹo đang đi kiếm tăng giáp nhé anh em ơi. Không có tăng giáp thì chơi hơi chuối pha này. Khi mà hiện tại thì kẹo mới chỉ còn lại đó là một cái quả băng keo mà thôi. Bo này hơi khoai anh em ạ. Wow. Let's go nào, mình coi phần này coi. Úi dồi ôi. Người đâu cả rồi vậy? Không thấy thêm ai nữa cả này. À đây. Ngay phía trên anh em ạ. Tầm này thì kẹo chờ nó chạy xuống thế à. Chạy xuống đấy bạn ơi. Nó chưa chạy xuống nữa anh em ạ. Ok ok. Chờ một xíu nhá các bạn ơi. Kiểu gì thì nó cũng phải chạy xuống nhá. Nãy thấy xé nhau ở đấy cơ mà. Wow. Chưa thì nó chạy xuống đâu anh em ơi. Ok ok. Kẹo sẽ quyết tâm đó là ngồi đây với canh nhá. Sorry anh em, thi thoảng là kẹo nói hơi lỗi tí. Đây rồi, đậu xanh này. Đây rồi này, đậu xanh này. Đây rồi này, đậu xanh này. Úi dồi ôi, đậu xanh này. Nhưng mà chạy hả ơi. Lên 3 điểm số nha em. Nữa hả, nữa hả. Đang còn nữa hả. Tưởng là hết người rồi cơ. Đang còn nữa hả anh em ơi. Tưởng là hết người rồi cơ. Đậu xanh này. Chờ bot thu thức các bạn ơi. Thằng kia cuối cùng cũng sẽ phải chạy xuống nhé anh em. Phải tầm khoảng là 30 giây nữa thì bọn mình thu lại cơ. Chờ nó chạy xuống thế à. Đu dây hả. Đu dây hả mây. Đu dây hả mây. Úi dồi ôi, đu dây hả. Đu dây hả mây. Ok này. Cái chết này đáng thương vãi trưởng. Đu dây thế thì xanh mộ rồi đúng rồi nha bạn ơi. Ok. À, còn lại 5 mạng cuối đây anh em. Còn lại 5 mạng cuối nữa thôi nha anh em. Rồi nào, kẹo sẽ cố gắng kiếm top 1 cho nhà mọi người. Phần này hơi căng rồi nhá. Cơ bản nó lại căng quá mà anh em. Đây rồi này, 5 người cuối nữa mà thôi. Làm sao mà kill hết được 5 người cuối là kẹo sẽ có được top 1 ở trong cái ván đấu đấy nhá. Qua được cơ nào. Không thấy ai cả các bạn ơi. Và lại phía trong này coi. Người cho nó chạy mất tiêu rồi cơ. Cái đậu xanh chứ lại. Thế này thì kẹo cũng chịu rồi. Ok ok. Qua lấy xe anh em ạ. Cái người cho dễ. Đấy let's go nào. Cái giáp của xe còn nguyên rồi nhá. Rồi nha anh em. Bây giờ thì cắn người mới dễ này. Mỗi tội đó là giáp của kẹo hơi bị nát này. Giáp nát thì hơi buồn rồi. Xem nào. Chỗ này có người hả? Chạy ngu rồi nhà em. Đậu xe này. Uầy mây. Uầy, uầy bạn ơi, đừng, đừng bạn ơi, đừng bạn ơi. Đừng bạn ơi, đừng bạn ơi, đừng bạn ơi. Ui. Gì vậy? Gì bạn đây. Ok ok. Lên bản điểm số nhé bạn ơi. Còn lại 3 thằng nữa cơ. Còn một nhanh các bạn ạ. Mình còn có một quả băng keo cuối cùng nên là mình sẽ không có dựng bây giờ nhá.
Ok anh em. Xem kiếm thêm bom keo cái đã anh em ạ. Mũ da mới này, ngon lành. Bom keo này anh em ơi, lưu lại các kiểu này. Ui, công nhận là một rừng bom keo rồi nhé anh em. Nó lại ổn quá nhỉ các bạn ơi. Lưu đoạn các thứ này. Đây câu nào. Kẹo có xem anh em. Kẹo ngại gì đâu hả anh em ơi. Ok này. Quần máu full cây thôi nhé anh em. Bây giờ là còn lại 3 mạng nữa sẽ kết thúc cái trận đấu này nhé. Wow, 3 thằng nữa thôi nha mày. Ok, cố gắng kiếm top 1 thôi nha. Nào được con nào. Úi giời, bo càng ngày càng nhỏ rồi. Và bo cuối kia nó thu tại một cái nơi khá là ổn này. Dẫu sao thì mình cũng có được một cái giáp chống nổ mới nên là mình khá là tự tin nhá. Trên nhà có người, kệ nó vậy. 30 giây nữa bo thu rồi là nó cũng phải chạy ra chỗ đất trống kia nhá. Ok, nào. Bạn ơi, mình bảo cơ kiểu gì bạn cũng phải xuống nhá, mình thấy rồi. Mình thấy bạn rồi nha, nhưng mà mình chưa thích bắn bạn vội để làm gì nhau nào. Còn mười mấy giây nữa đấy bạn ơi. Ok. Xem bạn chạy đâu được nhé. Chứ mình là mình biết thừa vị trí của bạn rồi. Chứ qua là mình là giả vờ chạy vòng tròn thôi à. Nó ngay trên căn nhà hai tầng phía trước này anh em đây. Anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa các bạn ơi? Hai đứa chung một team với nhau rồi nhá. Rồi, làm sao? Làm sao bạn ơi? Rồi làm sao bạn ơi? Đúng rồi bạn ơi. Làm sao vậy bạn ơi? Ok nó một nhá. Làm sao vậy bạn ơi? Xanh mộ này. Dựng bông keo nha anh em. Dựng bông keo này. Đúng rồi nha các bạn ơi. Quần máu thôi. Quần máu chốc phun là ổn rồi. Nó ngay chỗ trước mặt anh em ạ. Ăn liệu đạn nha em ơi. Ăn liệu đạn nha em ơi. Ăn liệu nha em ơi. Ăn liệu nha em ơi. Ăn liệu nha em ơi. Ui đậu xanh. Đậu xanh anh em ơi. Đậu xanh anh em ơi. Ui. Nó còn lại có 10 máu thế à. Ui còn lại có 10 máu này. Quá đen rồi. Câu liệu chúng nhưng mà làm quả là chơi hơi ngu anh em ạ. Thôi xong, dừng lại ở top 2 hơi buồn nhá. Ây, đáng lẽ ra là dính quả liệu đấy là phải top 1 chứ anh em. Gãy cánh rồi hơi buồn. Ôi mình đã cố gắng gánh team với 10 kill nhưng mà không thể anh em ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.